Ngày 16 tháng 10, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quảng Xương đã tổ chức gặp mặt biểu dương chi hội trưởng, hội viên tiêu biểu cho phong trào hiến đất mở rộng đường, tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu. Trong thời gian qua, các cấp hội phụ nữ huyện Quảng Xương luôn là lực lượng nòng cốt đi đầu sôi nổi, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu. Các cấp hội phụ nữ trong huyện đã trồng mới được trên 13 km cây mắt ngọc, đặt 255 chậu hoa tại các tuyến đường, gắn trên 1.000 biển nhà sạch vườn đẹp, đặt gần 1.600 thùng đựng rác tại hộ gia đình, duy trì phong trào tổng vệ sinh môi trường hàng tuần, vận động cán bộ hội viên phụ nữ hiến hàng nghìn mét vuông đất để mở rộng đường giao thông nông thôn, thực hiện có hiệu quả các mô hình mẹ đỡ đầu, mô hình từ thu gom phế thải đến triệu phần quà và các chính sách an sinh xã hội khác. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quảng Xương đã biểu dương khen thưởng 94 cá nhân là chi hội trưởng phụ nữ và hội viên tiêu biểu trong các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu tại các địa phương.